Ngày 2 tháng 12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vi phạm điều lệnh Công an Nhân dân của 3 cán bộ cảnh sát giao thông huyện Việt Yên trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông ngày 29 tháng 11. Theo đó, Tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Việt Yên tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 17 thuộc địa phận huyện Việt Yên, theo kế hoạch được lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm chở quá khổ, quá tải và ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy. Trong quá trình xử lý, 3 cán bộ cảnh sát giao thông đã có lời nói không đúng mực, lôi kéo, tát vào mặt tài xế xe tải. Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, trưởng Công an huyện Việt Yên cho biết, sau khi nắm được thông tin, Công an huyện đã yêu cầu các cán bộ cảnh sát giao thông viết báo cáo, tường trình. Hiện đơn vị đã phân công nhiệm vụ 3 cán bộ làm việc tại cơ quan để thanh tra Công an tỉnh xác minh, làm rõ về việc hành vi, lời nói không đúng điều lệnh Công an Nhân dân. Và kết quả xử lý sai phạm thì Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định, ông Sơn thông tin.